Dừng lại! Ném tất cả đồ ăn vào đây! Nhanh lên! Nhanh lên! Được rồi! Được rồi! Chúng tôi đi được chưa thưa ngài? Không! Các người không có đồ quá trang! Ừ! Không thành vấn đề! Giờ sao thưa ngài? Chúng ta là hai phù thủy! Ờ! Không tệ! Nhưng mà... không đủ đâu! Nhưng ta biết phải làm gì! Sao? Bộ đồ của chúng ta, chúng hỏng mất rồi. Giờ các người trông thật tuyệt, hãy đi và tận hưởng bữa tiệc những phù thủy nhỏ. Phải giữ dáng. Dừng lại ngay đó, người có cái gì kia? Không được mang đồ ăn vặt hay nước uống vào bữa tiệc. Ôi không, thật không công bằng. Được rồi, dừng lại, người không thấy sao? Không được vào khi không có đồ quá trang, ta không thấy người có đâu. Ô, tôi phải làm gì bây giờ? Dừng lại, gã kia, ngươi đi đâu vậy? Không được vào khi không có đồ quá trang. Đồ quá trang? Chắc rồi, có vấn đề gì không? Tôi có đồ quá trang nè, thấy chưa? Giờ hãy tránh đường cho tôi. Tội nghiệp Jack, anh ấy thật sự muốn tham gia bữa tiệc. Nhưng cái gì đây? Một cái ô. Có vẻ Jack có một ý tưởng. Con quỷ đang xem phim về UFO. Có vẻ nó hơi sợ chúng. Đây là gì? À, ai đó? Cấm cử động, cút đi. Để ta yên, đó là UFO. Này, là tôi. Ồ, được rồi, ta không sợ. Ta chỉ nghĩ ngươi là người biết đó. Ngươi có mang theo đồ ăn vặt không? Không. Được rồi, sẵn sàng đi. Đi. Jack thật là may mắn. Cuối cùng anh ấy đã được vào. Bữa tiệc thật sự sôi động. Nhưng chiếc ô của Jack vẫn trở thành trung tâm sự chú ý. Không chỉ vậy, anh ấy còn lén ăn kẹo cao su. Tốt lắm, Jack. Ngon quá đi. Tiệc, tiệc, tiệc. Ôi không, không được mang đồ ăn vặt hay nước uống. Nhanh lên các cậu, giấu mau đi. Xin chào, tới bữa tiệc hả? Vâng, chúng tôi nghe nói ở đây rất tuyệt. Ồ, rất tuyệt, nhưng các người đang giấu gì vậy? Đưa ta xem. Không có gì, chỉ là chúng tôi để tay như vậy. Chúng không muốn nghe lời ta, vậy ta sẽ khám xét các ngươi. Chiếc máy quét kêu như điên. Chiếc máy quét cho thấy các ngươi đang mang theo đồ ăn vặt bị cấm. Nhanh, đặt hết ra đây. Không được mang theo vào bữa tiệc. Ôi không, tất cả đồ ăn vặt của chúng ta rơi vào tay con quỷ mất rồi. Này, nhìn kìa, King Kong. Tôi có một ý tưởng, có vẻ họ có một kế hoạch nghiêm túc. Chúng tôi sẽ cho bạn xem, chúng tôi sẽ trở lại ngay. Họ để tôi lại một mình, tôi phải làm gì bây giờ? Ta đã nói người bỏ tất cả đồ ăn vặt vào đây. Không, đồ ăn của tôi. Sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Tôi có thể giữ lại một thứ được không? Đưa nó cho ta, không ai được lằng nhằng với ta. Có chuyện gì vậy? Còn T-Rex đang làm gì ở đây? Có phải nó đang cố lấy kẹo của con quỷ hay không? Nhưng gì thế này? King Kong! Có vẻ nó đang muốn chiến đấu. Xem đây, T-Rex! Chuyện này đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Người dám không tôn trọng ta, ta sẽ cho người thấy. Hãy nhận lấy! Thật là một mớ hỗn độn. Nhưng đó lại là cơ hội tốt để Chloe lấy cả cái hộp. Được rồi, dừng lại! Dừng lại! Hộp kẹo đâu rồi? T-Rex và King Kong không quan tâm đến việc chiến đấu với nhau. Chúng đang lẻn vào bữa tiệc. Chúng sẽ rất thích thú chia sẻ số kẹo mà Chloe đã lấy. Mọi thứ có vẻ đúng quy củ. Bữa tiệc đang diễn ra. Dừng lại ngay, ngươi là ai? Chú Hề, ngài không thấy sao? Ngươi đang đùa hay sao? Ngài không thấy hả? Ngươi muốn vào với chiếc mặt nạ này hả? Không được vào nếu không có đồ quá trang thực sự, cậu bé. Nhưng chờ đã. Cái gì đây? Rất tiếc. Không, không, không. Không được mang đồ ăn. Giờ thì hãy cút ra, đi ra. Tôi sẽ vào trong bằng một đường khác. Ngài cứ chờ xem. Thưa ngài, tôi có thể vào trong không? Wow, trang phục siêu nhân. Tất nhiên người có thể, vui vẻ nha. Lại là tên Hề. Người có nghĩ rằng ta sẽ không tịch thu kẹo của người? Hả? Chúng đã ở đây từ trước. Thật là bối rối. Này nhìn xem cái gì kia. Đâu, ta không thấy gì. Vậy tên mù, người có để ta vào bây giờ không? Ôi ôi, thật là một điều ngoài dự tính. Vào đi, làm ơn, nhanh lên. Có vẻ con quỷ đã xem những bộ phim kinh dị có gã Hề.
Và Jack đã vào trong và có một cô gái xinh đẹp đang nhìn chăm chăm anh ấy. Đó có thể là sự khởi đầu của một tình bạn đẹp không? Xin chào. Ăn kẹo không? Hả? Hả? Cô gái hoảng sợ vì khuôn mặt của gã hề. Có thể cô ấy cũng xem những bộ phim kinh dị giống con quỷ. Bữa tiệc sẽ thật là tuyệt. Tình tốt là tôi có rất nhiều đồ ăn vặt. Sao? Không được mang đồ ăn theo và có người canh gác. Tôi nghĩ tốt hơn là... Madison đang nhét tất cả đồ ăn vào bên trong quần áo của cô ấy. Bạn nghĩ có hiệu quả không? Chào mừng tới bữa tiệc. Chờ đã, dừng lại ngay. Không mang đồ ăn và nước uống vào bữa tiệc. Người đang giấu đồ ăn bên trong quần áo, đúng vậy không? Không, không, tôi đang có bầu. Ồ, xin lỗi, nhưng người phải có trang phục quá trang. Nhưng tôi chỉ có chiếc mũ này. Tôi là một cô gái cao bồi. Yeah, tôi đang có bầu. Tôi không thể đứng đây quá lâu, tôi mệt quá. Được rồi, ta thật không giống một con quỷ. Ôi không, Madison đã đánh rơi một cái kẹo. Thật không thể tha thứ được, đồ dối trá, cấm mang đồ ăn theo. Được rồi, được rồi, được rồi, jeez. À, cái gì đây? Một đứa bé sao? Đó là đồ trang trí. Ồ, tôi nghĩ tôi có một ý tưởng. Madison lấy một con búp bê. Cô ấy định làm gì đây? Và đừng quay lại. Để làm bộ trang phục này, bạn cần một con búp bê trẻ em, cắt rời tất cả các phần riêng biệt. Sau đó lấy một chiếc áo phông trơn và dán các bộ phận lên đó như vậy, để chúng trông giống như đang dính lủng lẳng. Cuối cùng thêm một ít máu giả và bạn đã hoàn tất. Trông như một em bé đang lòi ra khỏi bụng. Thật là đáng sợ. Không chỉ vậy, đặt cái đầu bên dưới áo nơi giấu quả bóng và kẹo. Giờ đó là một thai kỳ khó khăn. Hãy xem Madison sẽ làm như thế nào nha. Sợ quá. Ồ, ta thật tuyệt và thật đáng sợ. Giữ ở đó. Ồ, một bà bầu. Ta nghĩ rằng ta đã nhìn thấy người ở đâu đó. Đúng, ta biết rồi. Người chính là cô gái điên rồ đã lừa ta. Người sẽ không thể lừa ta thêm lần này. Nhưng tôi đang có bầu, tôi thề. Ta có ý kiến này hay hơn. Máy quét. Ôi không, máy quét sẽ không tốt cho đứa trẻ. Có gì trong đây? Cho ta xem người đang giấu cái gì. Không, tôi đã nói rồi, tôi đang có bầu. Chiếc máy quét này sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa bé. À, đau quá. Con quỷ sợ đến mức ngất đi. Yeah, thành công rồi. Thật đáng sợ, nhưng thật tốt. Giờ mình có thể vào bữa tiệc và thưởng thức đồ ăn với bạn bè. Yeah. Này, dừng lại. Sao? Gì nữa đây? Chúng tôi muốn vào bữa tiệc. Vào bữa tiệc, nhìn tấm biển này đi. Các cô, không được vào nếu không có đồ quá trang. Ôi, đồ quá trang, chắc rồi, không vấn đề gì. Đây, chúng tôi có đồ quá trang ngay đây. Ồ, tuyệt đó. Một con mèo và một con thỏ. Thật dễ thương. Được rồi, các người có thể vào. Nhưng khoan đã, gì thế này? Kẹo. Kẹo, kẹo nào? Sao nó lại ở đây được? Đọc tấm biển đi. Cấm mang kẹo vào bữa tiệc. Con quỷ thật sự giận dữ, nhưng nó thích các cô gái, bởi vậy nó đề nghị họ thay thế bằng nho. Thật là một con quỷ tốt bụng và lành mạnh. Đưa kẹo cho ta, đưa đi. Ta đang đề nghị các ngươi một thứ lành mạnh hơn, tin ta đi. Các cô gái không quan tâm nhiều đến nho, nhưng có vẻ Charlotte có một ý kiến. Cô ấy chia sẻ nó với những người bạn. Nghe hay đấy, chúng tôi sẽ trở lại ngay. Họ đã nảy ra ý tưởng gì? Nho là ngon nhất. Chờ một chút, ta thấy nho nữa kìa. Không thể tin được, ta đang nằm mơ sao? Ngươi không nhầm đâu tên quỷ. Đó là Charlotte và Madison đang hóa trang thành những chùm nho. Chờ đã, các ngươi là những cô gái khi nãy. Phải, trang phục tuyệt vời, ta thích nho. Ok, vào trong đi. Charlotte bị kẹt ở cửa vào, những quả bóng của cô ấy không lọt vào được. Ta sẽ đẩy ngươi. Ôi không, sẽ ổn thôi. Không, ta muốn giúp. Nhìn tình hình giao thông ở ngưỡng cửa này. Ôi không, âm thanh đó là gì? Bóng bay của Charlotte đã bật ra sau những cú xô đẩy. Và hãy nhìn kìa, Charlotte đang giấu đồ ăn vặt dưới bóng bay. Tên quỷ đủ nhanh để phát hiện ra nó. Tôi có một ý tưởng. Tên quỷ sắp chạm đến kẹo của Charlotte. Nhanh lên, Madison. Chuyện gì thế? Thật là ồn ào. Nó ở ngay bên tai ta. Các cô gái thậm chí không xin lỗi. Giờ là thời gian để họ tận hưởng bữa tiệc. Hãy nhìn xem họ lén mang vào được bao nhiêu kẹo. Giờ thì họ có thể chia sẻ đồ ăn của mình với người khác. Điều này thật tuyệt vời. Những cô gái may mắn
hoặc nho. Đồ ăn vặt làm cho bữa tiệc trở nên tuyệt vời hơn. Dừng lại tên kia, ngươi không được đi đâu hết. Cái gì? Tại sao không? Đừng hỏi những câu ngu ngốc. Thấy tấm biển kia không? Không đồ ăn vặt và không vào khi không có đồ hóa trang. Ta sẽ tịch thu chúng ra khỏi đây ngay. Ôi không, quy định thật nghiêm khắc. Và đây là Anthony, anh ấy không có đồ hóa trang. Hãy xem cách này có hiệu quả không. Dừng lại. Cái gì đây? Ngươi có một cái bụng khổng lồ như ta hả? Ta không tin. À ha, ngươi đang giấu kẹo, không được phép. Đưa nó cho ta. Không, không, này, tôi có một ý tưởng. Này, quay lại. Thật là kỳ quái. Anthony quay lại. Này. À, gì thế này? Đầu của ngươi đâu? Ồ, chờ đã, ta thấy rồi. Có cố gắng đó. Ngươi lại đang giấu kẹo sao? Ta sẽ khám xét ngươi. Ôi không, Anthony sẽ làm gì đây? À, đầu đẹp đấy, ta nên chuồn thôi. Thật là bất ngờ, giờ có vẻ không còn ai canh gác cửa vào nữa. Làm tốt lắm Anthony. Ồ, dễ mà. Ngon quá. Ôi không, cấm đồ ăn vặt. Mình phải để khoai tây chiên ở đâu đây? Wow, nhìn xem cậu làm gì kìa. Mình xin lỗi, mình không cố ý. Chờ đã, mình có một ý tưởng tuyệt vời. Dường như Logan thích kế hoạch này. Tôi tự hỏi họ sẽ làm gì. Bạn tốt mãi mãi. La 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 la. Hai người dừng lại. Chà, các người là sự kết hợp tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Sốt cà chua và khoai tây chiên. Ta rất muốn nếm món khoai tây chiên của các người. Ta có thể... Ôi không, làm ơn, đừng. Một chút thôi. Logan, làm gì đi? Này, miệng của ngài dính đầy dầu. Ngài sẽ làm hỏng bộ trang phục. Dùng khăn giấy đi. Ôi, thật ngại quá, ta đang ăn. Người biết đó. Thật thông minh, vào trong thôi. Sạch rồi. Này, hai người kia. Và Abigail và Logan đã tham gia vào bữa tiệc tuyệt vời nhất trong thị trấn. Và hãy nhìn những gì họ đang giấu bên trong bộ trang phục. Khoai tây chiên. Giờ đây, bữa tiệc tuyệt vời hơn bao giờ hết cho tất cả mọi người. Anthony và Logan đang đến bữa tiệc. Ôi không, nhìn này, cấm đồ ăn vặt. Nhanh lên, chúng ta cần phải giấu chúng ở đâu đó. Một tấm vải trắng. Mình có một ý tưởng này. Này, nghe đây. Các chàng trai dự định làm gì? Họ đã sử dụng khăn màu trắng và bây giờ họ trông giống như những bóng ma. Này Logan, cậu đi sai đường rồi. Nhưng mình không nhìn thấy gì hết. Được rồi, đi nào. Dừng lại, đồ hóa trang của các người đâu? Hai chúng ta là những hồn ma mà. Những bộ trang phục này thật ngớ ngẩn. Có gì không đúng? À ha, ta biết mà. Chuyện gì vậy? Con quỷ đã nhìn thấy gì đó. Đó là một cô gái xinh đẹp. Con quỷ hoàn toàn bị mê hoặc. Tôi có thể đến dự bữa tiệc không? Cô có thể không? Ôi làm ơn, tất nhiên là cô có thể. Sao? Nhưng cô ấy không có một món đồ hóa trang nào. Hắn cho cô ấy vào chỉ vì cô ấy là con gái. Thật không công bằng. Ồ khoan đã, ta có một ý tưởng rồi. Đi nào. Người có thấy thứ ta thấy không? Những hồn ma thật đẹp, nhưng họ có vẻ lúng túng trên đôi giày cao gót. Con quỷ thấy nghi ngờ. Có gì đó không đúng ở đây. Nhưng những hồn ma không dễ dàng bỏ cuộc. Wow, những động tác tuyệt vời. Họ đang chứng minh họ không chỉ đi mà còn có thể nhảy trên giày cao gót. Ta không thấy gì sai ở đây nữa. Ok, các người có thể đi, vui vẻ nha. Thành công rồi, những chàng trai cuối cùng đã được vào. Nhưng có vẻ họ không chỉ thu hút con quỷ mà còn thu hút nhiều ánh mắt khác nữa. Này người đẹp, có muốn nhảy với tôi không? Sao không? Lên nào, có vấn đề gì sao? Tôi là một chàng trai. Được rồi, xin lỗi nha. Thật không thoải mái. Lần sau hãy cẩn thận hơn nha. Vẻ ngoài có thể lừa dối. Ồ, ta hiểu rồi. Có gì lạ. Dừng lại ngay. Có chuyện gì vậy? Đọc tấm biển đi cô gái. Cấm đồ ăn vặt hay nước uống. Nhưng thật không công bằng. Không có gì công bằng cả. Ta sẽ tịch thu tất cả. Giờ tôi có thể đi. Dừng lại. Cái gì nữa? Ta nói ngươi đọc tấm biển. Không được vào nếu không có đồ hóa trang. Ngươi nghĩ là gì? Ôi không, mình phải làm gì bây giờ? Nhìn đây. Chuyện gì đang xảy ra? À, gì thế này? Một con zombie. Một bộ đồ hóa trang tuyệt vời. Vào đi.
Cảm ơn. Yeah, yeah. Con quỷ thậm chí còn không kiểm tra anh ta có mang đồ ăn không. Nhưng khoan đã, Madison vừa có một ý tưởng. Cô ấy sẽ sử dụng Sprite và kẹo cao su và tự mình trở thành thây ma. 1, 2, 3. Wow, trang phục của Madison thật là ngầu. Cô ấy trông giống một thây ma bị cắt làm đôi. Hãy xem cô ấy sẽ làm gì đây. Âm nhạc thật tuyệt. Mình ước có thể nhảy cùng họ. Madison đã quay lại, nhưng con quỷ không thấy cô ấy. Ờ, xin lỗi. Ai đó? Đây là gì? Một thây ma bị cắt làm đôi. Muốn não của tôi không? Đó là ngươi. Ngươi lại đang cố giấu đồ ăn phải không? Ngươi không lừa được ta dễ dàng vậy đâu. Xem đây. Chiếc máy quét rung như điên. Có gì đó chắc chắn đang. Cái này, nhưng đây là não của tôi. Đưa ta xem. À, điều này quá kỳ lạ. Đây có phải là một bộ não thật không? À, không. Đây, lấy não của ngươi đi đi. Thật là thô thiển. Ta không muốn nhìn thấy nó. Thật kinh tởm mà. Thành công rồi. Madison đã làm được. Ngay cả thầy ma cạnh cô cũng thấy kinh tởm. Giờ cô ấy có thể thưởng thức kẹo và nước ngọt của mình. Ôi, ngon quá. Muốn ăn thử không nào? Tôi phát ốm mất. Ngon tuyệt. Mình tự hỏi những món ăn vặt này có mùi vị như thế nào. Cái gì? Dừng lại các ngươi. Tới gần hơn. Ngươi có đem theo đồ ăn vặt nào không? Không, tất nhiên là không. Cả hai ngươi, ngay lập tức. Ôi không. Còn đây là gì? Ngươi nói không mang theo gì mà. Ta sẽ tịch thu tất cả mọi thứ. Mình sẽ chiến đấu với hắn ta. Thật không công bằng. Ngươi muốn đánh nhau? Đừng làm như vậy Jack, bình tĩnh nào. Nhìn này, phù thủy xuất hiện. Chào các chàng trai, chào ngài quỷ. Tôi muốn đến bữa tiệc được chứ. Chờ một chút, có gì trên váy của ngươi? Chỉ là một con nhện. Tôi yêu chúng. Ôi, ôi, không, không, ta sợ nhện. Jack, nè, nghe này, mình biết cách để lén mang đồ ăn vào trong rồi. Ô, thật tốt, hãy làm vậy đi. Tốt hơn là vào trong đi. Xin chào ngài. Ô, đội săn ma. Không, chúng tôi nghe nói ở đây có rất nhiều bọ. Chúng tôi đến để khử trùng khu vực. Bọ sao? Đúng vậy, tôi nghĩ tôi thấy một con. Đâu? Có vẻ những chàng trai đã đi. Các người đâu rồi? Hả? Ôi, đèn tắt rồi. Mình không thấy gì cả. Chuyện gì vậy? Ai kia? Đó là một con chó nhện. Quỷ thần ơi, đó là một con nhện khổng lồ. Đừng đi theo ta. Thành công. Đi thôi trước khi hắn quay lại. Đi nào chó ngoan. Mày đã làm rất tốt. Và chúng ta đã có tất cả những thứ này. Các chàng trai, có vẻ như kế hoạch của các cậu đã thành công tuyệt vời. Và tên quỷ sẽ không sớm quay trở lại. Tận hưởng bữa tiệc nha.